Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của kênh Bardo Official ha. Các anh chị thấy là trên đây là một cái bản chụp nè, mà các anh chị thấy để ý nó có một cái vệt xám ở đây, nhưng mà khi các anh chị lấy cái tay các anh chị sờ vào thế này nè, thì cái vệt xám nó sẽ đi hết nè, nó sẽ đi, và các anh chị sẽ thấy rờ trên tay thế này, tức là nó có một cái độ nhám, tức là ở đây là nó có cái hiện tượng đổ từ, nó có cái hiện tượng đổ từ thế này. Khi mà rờ vào nó nhám nè, hoặc là khi mà các anh chị chạy ra một cái tờ giấy mà nó đã qua lô lô sấy rồi mà nó không có chín, tức là chúng ta sẽ đẩy qua mực, chúng ta sẽ xóa được, tức là cái đó là phần từ. Chỉ có khi mà qua bên lô lô sấy thì chỉ có cái bộ chỉ có mực nó mới được nung chảy và nó sẽ bám sát vào ở trong tờ giấy, còn đối với từ thì nó sẽ không có được nung chảy, và nó khi mà đưa ra nó vẫn dính như vậy và sờ vào nó sẽ nhám. Đó là cái hiện tượng mà nó bị đổ từ. Thì do đó các anh chị và các bạn là khi mà gặp hiện tượng này, có thể là nhiều hoặc là có thể là ít, có thể là các anh chị sẽ thấy đôi lúc nó chỉ có một vệt thôi, nhưng mà các anh chị sờ vào nó nhám, thì cái đó là đổ từ, thì các anh chị phải khắc phục ngay cái tình trạng đó. Chúng ta sẽ mở máy ra, chúng ta sẽ khắc phục ngay cái bộ từ. Thì từ trong quá trình chạy thì lâu ngày từ nó sẽ có cái hiện tượng là nó bị leo từ, nó leo từ, tức là nó leo, nó từ nó dột từ 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 và nó sẽ tràn qua khỏi trục từ luôn nhiều, thì nó sẽ rớt xuống bộ phận rum, một phần nó sẽ rớt xuống bộ phận rum, một phần nó sẽ rớt xuống những cái khay, những cái bộ phận mà lấy giấy ở dưới khay một, hoặc là nó sẽ rớt xuống beo. Thì đối với khi mà đổ từ quá nhiều thì nó sẽ gây ra các hiện tượng là hộc từ, và cái bản chụp chúng ta sẽ bị lởm chởm, có chỗ là mực đậm, có chỗ là mực lợt, hoặc là nó sẽ đổ hết từ luôn và nó sẽ không còn một hộc từ, hoặc là số lượng ít hộc từ trong đó, thì nó sẽ phô ra cái bản phô nó không có cái chữ, thì lý do là từ nó không còn nữa. Do đó là khi gặp hiện tượng này, các anh chị hãy cố gắng khắc phục nhanh để chúng ta sẽ tránh tình trạng chúng ta máy chúng ta bị thiếu từ và chúng ta phải bỏ tiền ra, chúng ta phải mua thêm từ. Thì khi mà từ nó đổ nhiều quá, đối với rum thì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều, tại là từ là một dạng bột cứng mà. Khi mà nếu mà đổ từ nhiều quá thì cái rum nó chạy sẽ có các hiện tượng ma sát và nó sẽ gây mòn rum hoặc bị xước rum. Do đó là từ rơi nhiều cũng là một trong những nguyên nhân gây máy hư về bộ phận rum. Về cả là khi mà nó rớt xuống cái bộ phận như là bộ phận lấy giấy ở khay một, thì nó sẽ có cái hiện tượng là nó sẽ bị vào ở trong, nó sẽ từ nó sẽ rơi vào trong cái những cái bánh xe xoay chiều á, xe một chiều á, của cái bộ phận lấy giấy, thì nó sẽ gây bị kẹt, nó sẽ gây bị kẹt và nó sẽ không hoạt động, không có tốt. Do đó chúng ta sẽ bằng cách nào, khi đã thấy cái hiện tượng đổ từ thì các anh chị và các bạn hãy thao tác để chúng ta sửa ngay. Và bây giờ mình sẽ tháo cái bộ phận từ ra để mình vệ sinh và mình sửa. Thì cách tháo sao thì bây giờ những video trước, nếu các anh chị chưa biết cách tháo bộ phận cập từ như rum thế nào, thì các anh chị hãy vào trong kênh Bardo Official, các anh chị vào trong cái mục là chia sẻ kinh nghiệm photo vẫy nấng, thì trên đó có rất nhiều video chia sẻ về lĩnh vực sửa máy photo, cách photo như thế nào, thiết kế nấng, thì các anh chị vào đó các anh chị xem về cái cách tháo bộ từ như thế nào. Còn bây giờ ở video này mình chỉ quay về cái cách để mình lấy ra, mình sẽ khắc phục, mình không có chia sẻ về cái cách mở nữa nha. Rồi các anh chị mở cái nắp máy ra, thì các anh chị quay cái ông mực vuông góc mực 90 độ nè, sau đó chúng ta sẽ đưa cái bình mực ra ngoài đi. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ mở cái bộ phận bên nắp bên hông này. Phía trên đây nó có một con ốc ha, đối với các bạn nào mới thì các bạn hãy chú ý cho kỹ nha. Bên này nó có một con ốc để nó đặt cái nắp ốp này ra, và chúng ta sẽ gỡ cái nắp ốp này ra nè. Thông thường cái nắp ốp này thì lấy ra rất là dễ, do đợt trước mình gắn vô nó hơi sâu, hơi bị cấn cái gì trong đây này. Chúng ta gỡ ra, chúng ta để qua một bên. Phía dưới đây nó có một con ốc nè, các anh chị phải chú ý nha, phía dưới đây nó có một con ốc, thì chúng ta sẽ mở con ốc ngay chỗ cái bệt trắng này ra nè, để chúng ta đưa cái cùi mực qua một bên. Đây, khi này là chúng ta sẽ đưa cái cùi mực này qua một bên nè,
Và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu, chúng ta sẽ mở dây trên rum nè, mở dây trên rum. Sau đó chúng ta sẽ mở cái ống bực hồi ra. Để lấy cái ống bực hồi ra nó khỏi bị đổ mực, các anh chị sẽ đưa cái tay này, các anh chị đẩy cái phần trên của cái ống bực hồi, chúng ta sẽ đẩy lên và sau đó chúng ta sẽ đưa ra thế này, rút ra. Rồi tiếp đến các anh chị sẽ mở cái nắp giữ giữa cái phần rum với lại cái phần hợp từ. Thì ở đây nó có hai ốc. Sau đó các anh chị dặn nếu mà cái phần này á, cái phần này nè mà nó cứng á, thì các anh chị đưa cái tu vít này nè, các anh chị đưa vào trong phần rum ha. Ta dặn nó sẽ xây cái rum, sau đó chúng ta sẽ dặn mạnh thì nó sẽ ra, nó giữ lại. Tiếp đến là lấy cái bộ phận ốp này ra nè. Khi mà đổ từ mình sẽ coi thử là từ nó có đổ nhiều hay nó đổ ít. Thì bắt đầu mình sẽ kiểm tra cái bộ phận hợp cụm từ trước. Thì cụm từ mình sẽ rút hai cái dây này nè. Đây nó có hai cái dây điện, mình sẽ rút hai cái dây điện này ra. Sau đó các anh chị sẽ cái này là nó đã áp sẵn rồi, áp sẵn ra đây. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái hợp từ đẩy ra phía sau một chút. Đẩy ra phía sau một chút cho nó khỏi mắc cái dính cái khớp ở trên đây. Và sau đó chúng ta sẽ kéo cái hợp từ ra. Từ ra. Thì các anh chị sẽ thấy nè. Từ chạy lâu ngày thì ở đây nó sẽ có các hiện tượng. Nó đây nè, nó sẽ có các hiện tượng đây là. Đây gọi là hiện tượng leo từ. Đây là hiện tượng leo từ. Thì cho trong quá trình chạy có thể là từ nó bám từ trên đây nè, các anh chị thấy không? Nó bám từ trên đây nè. Nó bám xuống đây nó nhiều quá, nó đổ ở đây và nó sẽ đổ tới cái bộ phận hứng của rum. Do đó là chúng ta sẽ canh chỉnh lại từ sao cho nó phù hợp vừa đều ha. Hoặc là ví dụ các anh chị biết là trong quá từ mà trong quá trình mà đặt máy á, có thể là do trong quá trình đặt máy hoặc là cái nền đặt máy nó bị hơi nghiêng một chút, thì có thể từ cái hộp từ nó bị hơi xéo về đây một chút nè, thì nó sẽ dồn hết dồn nhiều từ về bên đây một chút, thì nó sẽ thứ nhất là nó sẽ gây tràn từ, thứ hai nữa là cái bản chụp của mình nó không đều ha. Thì do đó là mình sẽ để khi mà đặt máy là phải đặt cho nó bằng phẳng ha. Rồi bây giờ chúng ta, các anh chị ở đây á, thì cái từ này nó nhẹ, chúng ta sẽ cần đẩy từ này lên thôi. Rồi sau đó chúng ta sẽ chỉnh lại từ một chút xíu nữa. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở hai con ốc này ra. Chị lấy ra. Thì các anh chị nè, sử dụng cái tủ đầu tu vít á, các anh chị vừa quay cái trục từ nè, các anh chị vừa đẩy cái từ cho nó lên là nó hút vô trong nha. Khi các anh chị chỉnh cái bộ phận từ thì các anh chị phải chú ý cho mình cái là khi các anh chị phải để trên cái mặt bằng này, mặt bằng cho nó bằng phẳng để cho từ nó bằng nha. Rồi chúng ta sẽ chỉnh. Ở đây thì mặt bằng nó hơi nghiêng thì mình sẽ kê lên một chút để cho nó có cảm giác là cái hợp từ nó bằng nè, hợp từ nó bằng nè. Bây giờ chúng ta sẽ quay coi thử là cái bộ phận từ nếu mà từ đổ nhiều quá thì khi mà quay các anh chị sẽ thấy nó lởm chởm nè, nó lởm chởm, nó không có đều. Thì từ nó phải, các anh chị khi mà các anh chị quay từ, các anh chị kiểm tra từ thì các anh chị nên nghiêng hợp từ về phía trước hết. Mục đích là khi mà các anh chị chỉnh từ, nếu mà vô tình các anh chị chỉnh nó quá nhiều, cái từ này, cái thước từ các anh chị đưa lên quá cao, thì khi mà vào máy các anh chị quay thì nó thấy nó đều ha. Nhưng mà khi vào máy nó chạy với tốc độ nó nhanh thì từ nó sẽ dồn và nó sẽ gây cứng từ nè ha. Và đó là các anh chị sẽ khi mà đưa về hết, chúng ta sẽ dồn coi thử là khi mà chúng ta quay như thế này và sau khi chúng ta để thẳng ra là như vậy, thì các anh chị quay cái từ nè, chúng ta dùng tay cái quay. Thứ nhất là cái từ nó phải, cái bộ hộp từ quay nó, mấy cái trục nó phải nhẹ ha, nó nhẹ thì nó sẽ quay được. Và nó, mình nhìn coi thử là cái lớp từ này nó có đều hay không, phủ đều hay không, không dày quá mà cũng không mỏng quá, làm sao cho nó vừa đủ thôi.
Cái thước từ này là cũng rất là quan trọng nha, thước từ này quan trọng lắm. Các bạn mà không biết chỉnh á, một là các anh chị chỉnh là thiếu từ, hai là các anh chị chỉnh nó bị dư từ. Do đó là chúng ta khi mà chỉnh á, chúng ta sẽ chỉnh một bên trước, sau đó chúng ta sẽ gõ nhẹ nè. Các anh chị dùng cái thước, các anh chị gõ nhẹ trên cái thước từ xuống thì các anh chị sẽ thấy được là cái thước từ nó vừa đủ ha. Rồi sau đó là các anh chị, khi mà các anh chị thấy nó vừa đủ rồi thì các anh chị dặn ốc này lại nha, chúng ta sẽ dặn ốc này lại. Rồi tiếp đó là các anh chị chỉnh luôn bên cái bộ phận khác. Chúng ta chỉ cần gõ nhẹ thôi, chúng ta sẽ cần gõ nhẹ xuống thôi là hợp tự nó xuống rồi. Và sau đó chúng ta sẽ chỉnh lại và sau đó chúng ta sẽ dặn ốc lại vào. Thông thường nếu mà trong quá trình mà từ á, trong quá trình từ mà nó hay đổ, các anh chị có thể là nhìn, có thể là nó bị rách hai cái mép phía này nè ha, nó bị rách thì các anh chị có thể là mua hai cái mép dán từ, chúng ta dán vào, nó bị rách nó có gây ảnh hưởng, nó bị đổ từ ra phía ngoài ha. Rồi sau khi ấy xong hết thì chúng ta gắn lại cái siêu từ, ở đây gọi là cái siêu từ nè, chúng ta gắn ra vậy. Rồi khi mà đều từ hết rồi, chúng ta sẽ khi mà đổ từ thì các anh bị luôn kiểm tra lại rum luôn, coi thử là rum nó có đổ từ, nó có đổ nhiều trên rum hay không. Nếu mà đổ nhiều quá thì nó sẽ gây xước rum ha. Do đó chúng ta sẽ tiến hành chúng ta kiểm tra rum luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy cái bộ phận rum ra thì các anh chị thả cái beo xuống ha. Chúng ta thả cái beo xuống. Ở trong rum nó có mấy con ốc để nó giữ nè. Chúng ta sẽ mở cái lưới cao áp ra, chúng ta rút cái dây điện chỗ này ra và chúng ta mở cái lưới cao áp. Thì các anh chị nếu mà cái lưới cao áp á, các anh chị mở ra thì các anh chị kiểm tra luôn, nếu mà nó đóng cái bụi mực nhiều quá trên đây ha, trên lưới cao áp này, thì chúng ta sẽ sử dụng cái chúng ta sẽ thổi nó đi, thổi bụi nhẹ nhàng đi. Tại lưới cao áp này khi mà sử dụng nhiều á, lâu ngày nó sẽ có cái hiện tượng nó mục bị lưới cao áp, tức là cái lưới cao áp này nó sẽ phóng cái điện thoa lên trên cái hình ở trên rum nó ghi á, nó phóng cái điện thoa để nó tạo một cái điện tích để nó hút cái mực dính lại trên rum ha. Thì do đó là cái này nè các anh chị, nếu mà cái lưới này nếu mà nó bị dơ thì nó sẽ các hiện tượng phô ra, nó có thể là nó bị nám hết mỗi tờ giấy, nó sẽ có hiện tượng là xám rồi. Thì do đó là nếu mà cái lưới áp này nó sạch lại thôi, nếu mà dơ thì các anh chị phải vệ sinh luôn. Tiếp đến các anh chị mở cái ốc cố định rum ở trên thân máy nè. Sau đó nếu các anh chị mở luôn ốc mà để nó bảo vệ cái kính trên đây, nếu các anh chị kỹ thì các anh chị rút cái kính này ra, còn nếu không thì các anh chị làm cẩn thận thì các anh chị chỉ cần đẩy như vậy nè ha. Khi mà ấy ha, các anh chị đưa cái tay vào trong cái tầm cụm này nè, đưa qua chúng ta đưa cái tay này vào, chúng ta đẩy nhẹ cái phần nắp giữa trên đấy nè, chúng ta rút nhẹ ra và một cái tay dưới đây chúng ta sẽ chụp, chúng ta sẽ đỡ ngay, chúng ta sẽ đẩy. Nếu mà ấy thì chúng ta sẽ lắc nhẹ thử lên đây. Bây giờ các anh chị nhìn đây là thấy là bây giờ đây nó đổ từ rất là nhiều ha. Cái từ là chúng ta chỉ đưa cái thước vào, chúng ta sẽ chậm lên về thì nó sẽ hút từ, nó sẽ đổ từ rất nhiều. Rồi đó chúng ta sẽ mở ra, chúng ta sẽ đổ cái từ này. Và khi đổ từ này ra, các anh chị lấy một cái lon á, các anh chị đổ để từ lại, cắt lại cái từ này để chúng ta tận dụng lần sau. Có nhiều anh chị không biết tưởng này là mực, sau đó các anh chị đổ hết luôn. Rồi sau này chúng ta thiếu mực là, xin lỗi, chúng ta thiếu từ, ta không có từ để chúng ta đưa vào. Thì đây bây giờ là chúng ta sẽ đưa cái rum này ra. Đưa rum này ra. Thì
Các anh chị thấy là cái từ ha, nó thấy không? Nếu mà nó đổ nhiều quá, các anh chị sẽ thấy nó chà mém vô trong cái rơm này nè, thấy không? Do đó là mình sẽ lấy cái này ra mình vệ sinh. Và đôi khi khi mà lấy ra rơm ra thì các anh chị nên là bỏ vào nơi không có ánh sáng nha. Nếu có các anh chị mình tiếp xúc với ánh sáng mạnh quá thì nó sẽ gây hư rơm. Đây các anh chị thấy là nó đổ đây rất là nhiều ha, từ đổ đây rất là nhiều. Thì từ mà để đảm bảo cho đủ đủ mà chạy á, thì nó nằm khoảng từ 7 lạng trở lên thì nó đảm bảo được đủ. Chứ còn nếu mà các anh chị mà thấy từ đôi khi từ ít quá thì nó rớt, các anh chị không để ý thì từ nó sẽ có cái hiện tượng là nó bị thiếu từ. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ hết cái này xuống, chúng ta sẽ cạo từ xuống, chúng ta lấy lại phần từ. Đây các anh chị thấy là nó đổ đây rất là nhiều ha, từ đổ đây rất là nhiều. Thì từ mà để đảm bảo cho đủ đủ mà chạy á, thì nó nằm khoảng từ 7 lạng trở lên thì nó đảm bảo được đủ. Chứ còn nếu mà các anh chị mà thấy từ đôi khi từ ít quá thì nó rớt, các anh chị không để ý thì từ nó sẽ có cái hiện tượng là nó bị thiếu từ. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ hết cái này xuống, chúng ta sẽ cạo từ xuống, chúng ta lấy lại phần từ. Ta dùng cái cọ chúng ta quét. Cái phần này nè, các chị gỡ thì ra nè, gỡ miếng xốp này ra, sau đó chúng ta sử dụng băng keo chúng ta dán lại nha. Sau khi các chị bỏ từ ra xong hết rồi ha, chúng ta vệ sinh từ, chúng ta lấy từ bỏ cho trong này nè. Các chị bây giờ các chị để qua một bên rồi để các chị bỏ vào trong cái hộp, sau này chúng ta sẽ rây lại, chúng ta tận dụng lại cái hộp cái bộ phận từ này nè. Tuy nó ít thôi nhưng mà nó rất là mắc tiền, một ký từ bữa nay nằm khoảng 1,4 triệu, 1,6 triệu gì đó. Rồi bây giờ tiếp đến là chúng ta sẽ dùng khăn ha, hoặc là dùng bông gòn, chúng ta sẽ vệ sinh hết những cái mật đồ nó còn bám ở trong cái phần rơm này. Khi đây trong đây gọi là cái siêu rơm ha, đây là phần siêu. Thì khi mà mật ở trên này nè, nó có cái hiện tượng gì mà nó đổ xuống đây thì nó sẽ bị hứng cho cái siêu này, nếu mà nhiều quá thì nó sẽ bị rớt xuống cái tờ giấy. Cho đó sẽ có đôi lúc các anh chị sẽ thấy là chạy, các anh chị sẽ thấy nó bị trên cái tờ giấy nó có đổ mấy cái chấm mực, thì do là trên cái phần siêu đâu thì nó nhiều quá, cái mực lâu ngày nó đóng lại mà chúng ta không vệ sinh thì khi đó thì nó sẽ đổ xuống trên tờ giấy.
khi nhiều quá thì nó sẽ làm dơ hết cái tờ giấy, cho dơ cái bản chụp của mình luôn. Do đó khi có cái hiện tượng đổ từ ha, hay đổ từ hay đổ mực thì các anh chị nên lấy ra, các anh chị vệ sinh liền. Tại các anh chị nếu mà các anh chị để lâu á, thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là nó bị mòn rum. Và khi mà rum bị mòn á, là cái gạt có thể là do cái chỗ mòn nó khuyết nhiều quá, thì cái gạt của nó sẽ không được có làm sạch được, nó không gạt sạch được cái rum. Do đó là khi chụp nó sẽ bị các cái hiện tượng như là bóng mờ. Rồi do đó là khi làm ha, nói chung máy nó sẽ có những cái sử dụng nhiều thì nó sẽ có cái trục trặc thôi. Nhưng mà các anh chị và các bạn là biết cách mà các anh chị nghe được tiếng máy ha, nghe được tiếng máy bị hư, các anh chị khắc phục sớm thì chúng nó sẽ tránh gây thiệt hại cho chúng ta. Đang sửa máy không có được. Rồi bây giờ để vệ sinh rum thì ta sử dụng cà na nè, các anh chị mua ra mua hộp cà na này, các anh chị vệ sinh. Đầu tiên là các anh chị bỏ hết cái những cái phần mực đây. Sau đó các anh chị dùng cà na ha, các anh chị thoa hết đều lên rum.
Rồi sau đó các anh chị sử dụng bông gòn ha, chúng ta sẽ đánh đánh cho khi nào mà cái rum á, nó sạch và nó bóng lên thì lúc đó là cái rum chúng ta vệ sinh xong. Rồi sau khi các anh chị kiểm tra là các anh chị đánh bóng xong ha, phần rum thì các anh chị mới đưa cái rum nè mà chúng ta đặt vào, thì các anh chị thấy cái đầu này nè, cái đầu mà nó có mấy cái chấu á, thì nó đặt bên phía mấy cái phần bánh răng và chúng ta để thẳng xuống ha, chúng ta để vào. Khi đó là các anh chị sẽ thấy là đậy, khi bạn đậy cái nắp lại mà nó không bị cấn gì là cái rum ta đã vào khớp, và sau đó chúng ta sẽ dặn ốc lại. Rồi bây giờ chỉ còn là chúng ta sẽ ráp vào máy lên ra xong. Rồi khi đưa các bạn sẽ thấy một cái tay các anh chị nằm đây nè, nó cho nên nó có cái đồ để cho anh cầm, còn cái tay này các anh chị sẽ cầm như thế này ha. Chúng ta sẽ cho nên nó có hai cái đồ đỡ cho cái rum, chúng ta sẽ đưa vào trong cái rum chúng ta đồ đỡ nè, thì các anh chị đưa vào. Sau khi đưa vào rồi các anh chị lắc nhẹ hoặc là chị đẩy nhẹ vào. Nếu mà các anh chị thấy lăng chưa, cái rum nó chưa khớp thì các anh chị lấy tay các anh chị xoay cái rum cho nó vào trong cái khớp ở trong á, chúng ta đẩy vào ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa cái bộ từ vào luôn. Đây chúng ta đưa bộ từ vào, thì bên đây nó có cái đồ giá đỡ của bộ từ thì chúng ta đưa vào ha. Chúng ta gắn chốt điện các bạn, chúng ta nhớ gắn chốt điện nha. Rồi sau đó chúng ta sẽ đưa lưới cao áp vào. Ta đưa đồ chặn giữa cái đồ giữ giữa rum và cái từ nè, tay dặn này vào. Sau đó chúng ta đưa cái ống mực hồi lên và để đưa vào ha, đưa vào thế này. Khi đưa vào xong ha, khi đưa ống mực hồi vào nè, khi đưa ống mực hồi vào thì các anh chị làm thao tác là chúng ta đẩy cái phần trên đó của ống mực hồi, chúng ta đẩy lại. Rồi sau đó chúng ta sẽ gắn dây điện. Rồi tiếp đến là chúng ta sẽ đưa cái cùi mực vào. Và cuối cùng là chúng ta sẽ gắn cái nắp ốp này vào. Trước khi gắn cái nắp ốp này vào, các anh chị lên làm vệ sinh cái nắp ốp đi ha. Còn những cái phần nào mà nó đổ mực thì các anh chị có thể lau nó sạch sẽ.
Rồi chúng ta đưa cái bèo lên. Chúng ta đưa cái nắp ốp này vào nè. Cái đây nó cái ha, chúng ta đưa vào. Sau đó chúng ta đưa bình mực vào thôi. Thời tiết nóng rồi, các chị thấy là làm một chút là bộ hôi đổ hết luôn ha. Rồi đó là toàn bộ cái cách mà để chúng ta khi mà chúng ta phát hiện ra từ nó bị rơi, nó bị đổ từ thì chúng ta phải xử lý ngay. Và đó là những cái thao tác mà chúng ta sẽ xử lý cái từ vừa trên bộ phận từ mà chúng ta sẽ xử lý vừa trên bộ phận râm luôn ha, cho hai cái sao cho nó sạch sẽ nhất để cho hai cái bộ phận này nó hoạt động trơn tru nhất. Rồi video chia sẻ của mình tới đây là kết thúc, hy vọng nó sẽ giúp ích được cho tất cả các bạn mới và các anh chị mới vào nghề có thể biết được cách phát hiện từ nó rơi như thế nào ha, vệ sinh từ, xử lý cái bộ từ và vệ sinh râm. Nếu các anh chị cảm thấy video có hữu ích thì các anh chị đừng quên bấm like để cho ủng hộ tinh thần cho video và share để cho mọi người cùng theo dõi. Nếu anh chị nào mới vừa ghé với kênh Bado Official thì các anh chị hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này càng phát triển, và nhấn vào biểu tượng quả chuông để khi mình chia sẻ những video mới lên thì các anh chị là người có thể theo dõi được đầu tiên. Và bây giờ xin chúc tất cả các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, làm ăn ngày càng thành công và thật nhiều đắt khách ha. Rồi bye bye các anh chị và các bạn nha.